Ok, hi, xin chào tất cả các bạn. Mình là Nhân BB và chào mừng tất cả các bạn đến video tiếp theo của mình khi mình chơi game Tích Vua 3. Và lần này cũng là một cái chiến thuật khá là hay em nha. Ấy, mình đấu với bạn Necromanca nha em ơi. Bạn này là người Việt Nam nha anh em nha. Mình để ý mấy bạn Việt Nam rất thích đặt tên nước ngoài nha em ơi. Ảo thật đấy. Ok các bạn nha. Rồi, và lần này thì mình sẽ mang một cái chiến thuật cũng khá là hay. Đó, một cái chiến thuật chúng ta sẽ sử dụng thanh niên cầm cái kiếm lưỡi liềm anh em ạ. Người ta gọi cái này là cái kiếm mặt trăng đấy, cái gương mặt trăng đấy anh em ạ. Cũng khá là hay nha anh em nha. Ok anh em, mình sẽ cho quân rút hết trong nhà đã, không có lộ chiến thuật các bạn ơi. Và không biết là bạn Necomane này, không biết là bạn ấy chơi chiến thuật gì đây. Mình cũng chả biết đọc tên bạn là gì thôi anh em ạ. Thề anh em toàn chơi tiếng Anh vậy khó rồi quá. Làm khó mình quá đi. Nhưng mà thôi được rồi, không sao. Anh em đặt tên tiếng Anh vậy cho mấy thanh niên. Ôi chết, ấn nhầm rồi. Mấy thanh niên tiếng Anh gặp người Việt Nam mình cho nó lẻ luôn này. Anh em đánh cho mấy thanh niên nước ngoài sấp mặt mũi rồi nha. Chứ đừng như Nhân. Nhân cười bác. Ok anh em nha. Rồi ok, mình sẽ cho hết quân lính vào trong nhà anh em nha. Thật đấy, lộ chiến thuật là mệt mỏi đấy. Ý, bạn chưa lên tấn công em ơi, hay quá. Mình sẽ nâng cấp đấy, cho nông dân đào vàng nhanh hơn, đúng không? Mình ấn nhầm một phát này, nông dân nó cứ, người nó cứ bị màu đỏ hết anh em ạ. Ảo thật đấy. Rồi, nông dân ơi, hãy đào vàng thật nhanh nào. Nhanh như nào, các bạn ơi. Trận đấu này là cố gắng thắng nha. Đây là một cái chiến thuật khá là hay. Và mình cũng đi chơi nhiều ấy, mình thấy cái chiến thuật nó hay thì mình đăng lên cho anh em xem nha các bạn nha. Ok. Đấy, chúng ta cứ giấu quân đi anh em ạ. Cứ giấu hết quân lưỡi liềm ở trong nhà đi. Đừng để nộ ra là bạn ấy phát hiện ra cái chiến thuật của mình chơi. Cái gì là thua đấy. Bình tĩnh nha, cái chiến thuật này rất là nguy hiểm. Cái chiến thuật này khi chúng ta chơi chúng ta sợ nhất là cái gì các bạn không? Sợ nhất là tìm bạn chơi độc. Đấy, sợ nhất là tìm bạn chơi độc. Ui, bạn chơi triệu hồi Sparta này. Ui là trời ơi, ghê, triệu hồi Sparta nha. Căng nha em nha, không phải dạng vừa đâu. Cũng ra gì mà này đỏ đấy em nha. Ồ, nhưng mà triệu hồi Sparta mình cũng cảm thấy bình thường rồi. Mình đã cho quân về hết trong nhà luôn, đừng để lộ chiến thuật anh em nha. Yeah, mình sẽ tấn công. Đấy, mình đang xin rất nhiều quân nhưng mà mình giấu trong nhà anh em hiểu chưa. Đấy, khi bạn tấn công thì bạn sẽ gặp cái điều bất ngờ luôn. Với quân mình lúc ấy sẽ ra rất là nhiều anh em nha. Ra rất là đông luôn. Đó, thêm nông dân đào vàng nào. Đấy. Để một hai thanh niên trên đây thôi. Giả vờ tí thôi. Giả vờ là mình thanh niên cuối bắc anh em nha. Cứ bình tĩnh nha. Sparta của bạn đang rất là yếu. Sparta bạn mới đang nâng cấp cộng 1 thôi anh em nha. Chưa có gì đáng ngại cả. Đấy, cứ cho mấy thanh niên này về nhà hồi máu hết đi. Hồi ấy, khi chúng ta cho quân về nhà thủ nhá. Đấy, thì trong nhà chúng ta cũng có mấy cái cung thủ này nha các bạn nha. Đấy, để thủ nên chúng ta cũng có thể thủ được cái con Sparta này anh em ạ. Đấy, đấy là cách chơi chiến thuật này. Cái chiến thuật này sợ nhất là tìm bạn chơi độc. Thề luôn, độc với lại cái con cung bày ấy. Ấy, tìm bạn cả zombie đi này anh em ơi. Không phải dạng vừa đâu, zombie nguy hiểm nha. Zombie này chắc là bạn cũng chơi độc rồi. Vừa triệu hồi vừa chơi độc à, hay là như thế nào đây các bạn ơi, nguy hiểm quá. Nguy hiểm đấy các bạn nha, nguy hiểm nha. Tấn công luôn. Ấy, bạn ấy không biết đâu, quân mình nhiều lắm nhưng mà mình chỉ để mấy tên trong ở ngoài thôi. Hợp lý đúng không anh em? Hợp lý. 18 quân đấy nha anh em nha, 18 quân và mình cho hết nó vào trong nhà luôn đây. Ấy. Đây là điều bất ngờ, tí nữa khi bạn tấn công thì mình sẽ cho một đội quân ra. Đấy, bây giờ trong nhà mình đã có 4 cung thủ rồi nha anh em nha. Đấy là không sợ thanh niên Sparta kia đâu. Thoải mái chơi đi. Nhưng mà mình vẫn chưa biết được bạn ấy đang chơi cái quân gì anh em ạ. Đấy, mình đang cố chi này. Mình sẽ cho một cái thằng cái con lính này lên check cho nó nha anh em nha. Xem là bạn chơi cái gì. Đấy. Check thôi xem là bạn chơi cái gì có biết lối mà chơi chứ. Bạn chơi cung hay là bạn chơi kiếm sĩ hay là bạn... là trời ơi. Chơi zombie đáp độc à? Ôi trời ơi. Đúng như là mình dự đoán là bạn chơi zombie đáp độc triệu hồi luôn này rồi. Thua rồi anh em ạ, bọn này tôi thua rồi. Bọn này tôi thua sấp mặt mũi anh em ơi. Căng rồi. Thua sấp mặt mũi rồi. Ý. Vậy tôi sẽ tấn công nhanh không anh em? Trận này có cần thiết phải tấn công nhanh không? Đó, thua sấp mặt mũi rồi nhanh em nha. Cho mấy con này về nhà hồi máu lắm. Zombie độc là nguy hiểm rồi anh em ạ. Kìa. Zombie độc nhá, khi đấy mình vừa bảo là cái đội quân của mình chơi sợ nhất là zombie độc với lại cung bay thôi, cũng không sợ bất kỳ một cái thể loại nào hết anh em ạ. Mình đang hơi ít quân anh em ạ. Ui sao mà con này nó ra chậm thế nhỉ. Ê, vẫn cố gắng thủ ở đây anh em nha. Chờ tí đợi nhiều quân tí nhá. 48 rồi, 48 con này nha các bạn nha. Cứ bình tĩnh thôi, khi nào nó lên khoảng tầm 50 lên mắt quân luôn thì mình tấn công luôn, một phát một luôn, khô máu với bạn ấy luôn. Đấy, chơi độc này nguy hiểm rồi.
nhưng mà bạn có độc rồi, mình nguy hiểm quá, sợ quá. Anh em có lên tấn công luôn không? Tấn công luôn cho bạn thua sấp mặt mũi không? Nhưng mà sợ lắm, mình cũng bị độc. Thôi, tấn công luôn anh em nha. Chơi liều ván này, liều ăn nhiều đây. Nhiều thì ăn nhiều mà không nhiều thì ăn ít anh em nha. Rồi ok. Rồi. Thứ hai cho quân về hết trong đây thủ đã. Thủ đây. Một phát ra là ra luôn một thể luôn. Tấn công. Khô máu luôn, khô máu với bạn luôn nào. Đây, đội quân của mình đây anh em ơi. Đông thế này mà không ăn được nữa thì thôi, nhục mặt anh em ơi. Không có gì thì mà nói luôn. Ôi. Đấy, bật bóng lên. Bật bóng lên. Bật bóng lên, bật bóng lên, hồi máu lên. Ui, lên trời, ui, lên trời, tấn công chạy lên. Một trận đấu căng thẳng anh em ơi. Bật luôn cái này lên. Tấn công. Yeah. Bạn đã bị bất ngờ anh em ơi nha. Ảo thật đấy. Ui, lên trời ơi. Con zombie mình nó sẽ bị chết nha. Và nó sẽ biến thành con zombie anh em nha. Đội quân này ấy, các bạn đều sợ nhất là độc. Sợ nhất là độc. Ui, lên trời ơi. Ui, lên trời ơi, anh em ơi, sợ chưa. Ui, lên trời anh em ơi, sợ chưa. Mình nghĩ là mình rút hết quân đi. Rút hết quân vào đây. À không. Rút quân tặng. Không, rút quân tặng. Tấn luôn, chơi luôn. Đã tới cái nước này là mình phải chơi luôn anh em ạ. Không còn cách nào khác, chơi luôn. Thua rồi. Để sử dụng chiến thuật mới ăn được bạn đi. Nhưng mà không ngờ là thua sắp bắn mũi anh em ơi. Thua rồi. Ấy, bạn mạnh quá anh em ơi. Không ổn rồi, rút quân. Càng ngồi đuổi các bạn đi ra. Thôi xong rồi. Xong thật rồi anh em ơi. Biết ngay mà mình sợ nhất là zombie độc, mà không ngờ zombie độc nó mạnh lắm. Khó nha. Mình cứ nghĩ là mình ăn được, nhưng mà cái chiến thuật này chúng ta đấy là đánh kiểu hên xui thôi. May ra thì gặp được team bạn mà không sử dụng zombie độc, mà nó sử dụng zombie độc thì xác định luôn anh em nha. Mình kệ anh em ơi. Kệ nha. Nói quân về nhà thủ luôn. Nguy hiểm quá. Mình đang chờ quân, em chờ quân trong nhà nó nhiều hơn một tí đã. Quân ít quá. Ui là trời ơi. Bình tĩnh nha, bật vòng ra chưa anh em? Có lên, đã lên bật vòng ra chưa, bật vòng ra nha. Tấn công luôn. Quân tâm nhà hơi ít anh em ơi. Hơi ít rồi. Tấn công luôn, cho dân tấn công luôn. Tấn công ấy đi, hồi máu nào. Ui. Tấn công, với con zombie này. Mình sẽ bị thua thôi. Khó quá anh em ơi, bạn chơi độc như mày khó quá. Khó rồi. Ui, gọi tất cả các thể loại luôn, tất cả các quân ra luôn, tấn công zombie của bạn mà không ăn thua, không xin nhê gì các bạn ạ. Rồi. Yo. Thế này mà không ăn thua nữa thì bó tay đây. Gáy quá sớm, tự tin vào cái này quá đâm ra là thua. Nói chung là chơi khi chúng ta sử dụng mỗi cái loại nó có một khác nhau anh em nha. Mỗi cái chiến thuật nó khác nhau. Nhưng mà anh em cứ sử dụng cái chiến thuật này cùng mình đi. Biết đâu đấy khi team bạn chơi kiểu Sparta hay Ninja, biết đâu đấy lại win. Nhưng mà chơi zombie cầm tập triệu hồi như vậy là bó tay đấy anh em ạ. Rồi ok các bạn nha, cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Nói chung là hôm nay mình gáy hơi sớm và mình đã bị thua fan. Rồi cảm ơn bạn rất nhiều nha, bạn chơi cũng rất là hay. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo của Nhân BB nha. Nhớ like, đăng ký kênh, chia sẻ, ủng hộ mình nha các bạn nha. Xin chào mọi người.